Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền cùng các ngành chuyên môn các huyện vừa đi kiểm tra đánh giá hiện trạng của một số điểm sạt lở trên địa bàn. Đoàn đã đến kiểm tra điểm sạt lở bờ sông bên phải sông Trường Tiền, cặp lộ giao thông 2m thuộc ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh, xảy ra vào ngày 9 tháng 5. Điểm sạt lở chân cầu thủy lợi trên tuyến cầu nhiễm Bồng Bọng, xã Tân Thới, xảy ra vào tháng 4 và nhiều điểm sạt lở trên địa bàn ấp Tân Quà, ấp Thế Bình, xã Dây Xuân, xảy ra vào năm 2021 và 2022. Các điểm sạt lở không gây thiệt hại về người, làm sụt lún đất cặp bờ sông và lấn một phần vào tuyến lộ giao thông. Các xã đã khắc phục tạm để đảm bảo lưu thông của các phương tiện qua kiểm tra lãnh đạo quỹ ban nhân dân quyện đề nghị các phòng chuyên môn quyện tăng cường phối hợp với các xã thị trấn thường xuyên rà soát kiểm tra đánh giá chi tiết hiện trạng từng điểm từng tuyến giao thông đã bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở cao để trình quỹ ban nhân dân quyện có hướng chỉ đạo xử lý kịp thời